qua, lễ trao giải thưởng kiến trúc Azure Awards 2019 đã được tổ chức tại không gian đi bộ Hồ Gươm, phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với các danh hiệu cao quý trong lĩnh vực xây dựng kiến trúc Việt Nam như kiến trúc sư của năm, công trình của năm, chủ đầu tư của năm, dự án tương lai của năm, xây dựng xanh của năm. Năm nay có một hạng mục rất mới, đó là dự án chung tay của năm. Đây là một dự án ý nghĩa dành cho các dự án cộng đồng ở Việt Nam, có tác động tích cực cho sự phát triển của xã hội. Hạng mục dự án chung tay của năm năm nay chúng tôi cũng nhận được cái sự hưởng ứng rất là tốt, và cái dự án sân chơi của các bạn Think Playground với Hellbridge đã được giải, cũng là những cái người mà trong mấy năm nay tạo ra rất nhiều cái sân chơi ở các cái khu tập thể hay khu ở Hà Nội và rất là nhiều thành phố ở Việt Nam. Giải thưởng ASHRAE được Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam bảo trợ nhằm tôn vinh các kiến trúc sư, các công trình kiến trúc, từ đó góp phần nâng cao giá trị của không gian sống tại Việt Nam. Trong nền kiến trúc Việt Nam hiện đại này thì kiến trúc xanh đóng một vai trò rất quan trọng, đáp ứng những một số những tiêu chí mà rất là tích cực tới môi trường, tới chất lượng sống của con người, để làm sao mà thay đổi tương lai theo một cái hướng tích cực nhất.